Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Những điều chưa biết về tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, Sơn Lâm Chi Thổ. Kỷ Mão, năm sinh dương lịch, từ ngày 16 tháng 2 năm 1999 đến mùng 4 tháng 2 năm 2000. Cung đoài trực bế, mạng thành đầu thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con mèo tướng tinh con rồng, Phật bà quan âm độ mạng. Thiên can kỷ, tương hợp thiên can giáp, tương hình thiên can quý, thiên can ất. Địa chi mão, tam hợp hợi mão mùi, tứ hành xung tí ngọ mão dậu. Màu sắc hợp: màu bản mệnh vàng sẫm nâu, màu tương sinh màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu tím. Màu kiên kỵ: màu xanh lá cây, màu xanh nõn chuối. Nam cung khảm thuộc đông tứ mệnh, nữ cung cấn thuộc tây tứ mệnh. Nam hợp các con số 1, 6, 7, nữ hợp các con số 2, 5, 8, 9. Nam mạng hợp với hướng đông nam, hướng nam, hướng đông và hướng bắc. Hướng không hợp: hướng tây nam, hướng đông bắc, hướng tây và hướng tây bắc. Nữ mạng hợp với hướng tây nam, hướng tây, hướng tây bắc và hướng đông bắc. Hướng không hợp: hướng đông nam, hướng bắc, hướng nam và hướng đông. Tuổi Kỷ Mão với nạp âm ngũ hành thổ do can kỷ thuộc ngũ hành thổ ghép với địa chi mão thuộc ngũ hành mộc, thiên can địa chi ghép lại tạo ra tuổi Kỷ Mão. Ta có mộc của địa chi khắc nhập cho thổ của thiên can, chi khắc can, cho thấy đây là những người thuộc lứa tuổi có nhiều cơ cực, trở lực, nghịch cảnh ở thời tiền vận. Về trung vận sẽ đỡ hơn, hậu vận sẽ càng khấm khá, được an nhàn, thảnh thơi nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm cùng với nghị lực phấn đấu của bản thân vươn lên từ trung vận. Với những người sinh vào mùa hạ, các tuần lễ giao mùa thì sẽ thuận lợi hơn sinh ở các mùa khác. Những người tuổi Kỷ Mão có nhiều thổ tính trong tuổi. Càng về già, nếu thiếu chất mộc sẽ chế ngự các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, mật và dễ có vấn đề, nên chúng ta hãy lưu ý từ thời còn trẻ. Kỷ Mão có đầy đủ tính chất của thiên can kỷ, là ngay thẳng, mẫu mực, phúc hậu, trọng nghĩa khí. Đây là mẫu người nhanh nhẹn, khôn ngoan, ngoài mặt thường tỏ ra nhu mì vì cầm tinh con mèo, con thỏ. Có niềm tin vững chắc, một khi đã quyết điều gì thì thường phải thực hiện cho bằng được, ít khi chịu bỏ ngang. Họ là những người thích đời sống tự lập, không ưa phụ thuộc vào người khác. Với những người Kỷ Mão nam mạng có nhiều âm tính nên hành động sẽ bao dung, vị tha, khiêm nhường, thành thật, trọng nghĩa khinh tài, hết lòng vì bạn hữu. Còn với nữ mạng thì luôn đôn hậu, chan hòa, hiếu khách và cũng hết lòng vì bạn bè. Nếu những người Kỷ Mão mệnh và thân đóng tại thân dậu thì sẽ là những người vất vả thuở thiếu thời, sau khi lập gia đình sẽ trở nên giàu có. Còn với những người mệnh và thân đóng tại ngọ là cục hỏa thì nổi danh và rất giàu có, nhất là đối với phái nữ. Còn những người đóng tại tam hợp của hợi mão mùi mà cục mộc thì tuy được hưởng vòng lộc tồn, nhưng nếu có chính tinh và trung tinh đắc cách, mệnh xa lánh với hung sát tinh. Đặc biệt trong tam hợp của mệnh tài quan có 3 sao thái tuế, lộc tồn, tràng sinh, cộng với hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận, hai bàn tay có 3 chỉ, sinh đạo, trí đạo và tâm đạo, tạo thành chữ mở ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm 2 chỉ may mắn, danh vọng, thì đây là những mẫu người thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Nam giới Kỷ Mão sẽ có tính cách điềm đạm, chín chắn, nữ giới ngọt ngào, nhãn nhặn, do đó mà người Kỷ Mão dễ dàng chiếm được tình cảm của những người xung quanh. Kỷ Mão nữ mạng có một đời sống có phần sung túc về mặt tiền bạc, đa phần tình cảm dồi dào, có đủ khả năng tự tạo lấy một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp cho cuộc đời mình. Cuộc sống của những người Kỷ Mão nữ mạng không đến nỗi có nhiều cực khổ về mặt thể xác. Họ còn có thể vươn cao trên đường tài lộc. Vào khoảng năm 34 tuổi trở đi thì con đường tài lộc sẽ có cơ hội phát đạt mạnh mẽ nhất.
Tuổi Kỷ Mão là một tuổi có sự ôn hòa trong tính cách. Họ rất thích kết thân, nhiệt thành nhưng lại chẳng suy nghĩ gì sâu xa cả. Họ làm việc theo cảm hứng, đôi khi chẳng biết mình thích gì và thực sự giỏi về việc gì. Nhưng đặc điểm nổi trội nhất của tuổi Kỷ Mão đó chính là sự may mắn. Nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm thì luôn luôn có người xuất hiện và giúp đỡ họ. Kỷ Mão, tức Lộ Bàng Thổ, theo nguyên lý cũng giống như các mạng thổ khác. Chữ Kỷ là chữ Thổ, chữ Mão là chữ Mộc. Mộc ở phương Đông, giờ Mão là từ 5 giờ cho tới 7 giờ, là khoảng thời gian mặt trời đang sáng sủa, cho nên bản chất của tuổi Kỷ Mão là những người dịu dàng, tinh tế, hơi đa sầu, đa cảm. Tuổi Kỷ Mão không thích làm những chuyện to tát, không thích đấu tranh ồn ào, đặc biệt là những chuyện cãi vã. Họ là những người có tính cách nhẹ nhàng, ôn hòa, tiếng nói dịu dàng, dễ nghe và dễ mến. Đặc biệt, nếu là phụ nữ tuổi Kỷ Mão thì họ là những người rất xinh đẹp. Phụ nữ tuổi này thích làm đỏm, làm dáng, gắn với hình ảnh con mèo trong mắt người khác, luôn luôn có sự đáng yêu. Trong số 12 con giáp, mèo hay mão là con giáp có tính cách ôn hòa nhất. Mèo là loài động vật dễ thương, luôn thích tìm kiếm sự ấm áp. Vì thế nên những người tuổi Kỷ Mão là những người đem lại cảm giác ấm áp cho người khác, bởi vì chính họ cũng cần cảm giác ấm áp và yêu thương. Bản thân tuổi Kỷ Mão là những người thích hưởng lạc và thanh bình. Nhà của tuổi Kỷ Mão luôn có phong cách cầu kỳ. Họ không bao giờ là người đơn giản. Họ yêu sự mỹ miều, yêu sự duyên dáng, điệu đà, và là những người khéo ăn nói. Họ không bao giờ nói được những lời thô lỗ và bỉ ổi. Tuổi Kỷ Mão hay còn gọi là Sơn Lâm Chi Thổ, mèo trong rừng. Họ là những người khá thận trọng trong công việc hay cuộc sống. Họ luôn biết cách tìm ra niềm vui, cân bằng cuộc sống của mình. Kỷ Mão luôn luôn tìm ra sự cân bằng trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Vì chữ Kỷ là chữ Thổ, chữ Mão là phương Đông, phương của Phật Pháp. Đến với phương của Phật để tìm kiếm sự an nhiên và sự thức tỉnh. Tuổi Kỷ Mão, theo như bảng cân xương tính số, thì tuổi này nặng đến một lượng 9, cho nên những người tuổi Kỷ Mão về phần cân lượng tướng số thì sẽ rất nặng. Người ta gọi đó là phước lớn thì mạng lớn, mạng lớn chính là cân lượng lớn. Họ là những người có năng lượng tâm linh rất cao. Một điều đặc biệt, Mão là phương Đông, là phương của Phật. Vì vậy, người tuổi Kỷ Mão có năng lượng tâm linh rất cao chính là vì vậy. Kỷ Mão nếu sinh vào giờ ban đêm thì rất tình anh, cũng giống như loài mèo, là loài động vật thiên về tính chất tâm linh, là con vật có khả năng nhận ra vong linh nhiều nhất, nhất là đối với những chú mèo đen. Kỷ Mão rất khôn ngoan, có tài, có nhân, có sự sáng tạo phong phú, tâm hiểu biết cao và là người thấu hiểu. Vì vậy, tuổi Kỷ Mão nên làm những công việc mang tính chất phục vụ như ngành y, thầy thuốc, giáo viên, làm về quan hệ công chúng. Tổng kết về tính cách của tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999. Kỷ Mão có khá nhiều khuyết điểm, đó chính là sự cả thèm chóng chán hay sự cố chấp bảo thủ. Họ là những người hay nghĩ nhiều, đa sầu, đa cảm, thoát vui, thoát buồn, thất thường, không biên giới. Họ có thể thay đổi trong một nốt nhạc, sáng có thể chăm chỉ, chiều có thể nằm lười. Hôm nay họ có thể thích sự ồn ào, nhưng ngày mai lại đi tìm sự yên tĩnh. Để nắm bắt được tính cách của tuổi Kỷ Mão gần như là một điều không tưởng. Chính vì sự thất thường trong tâm tính và tính cách của họ sẽ khiến cho đường tình duyên của họ có đôi chút trắc trở. Với những người tuổi Kỷ Mão sinh vào các tháng 4, tháng 8, tháng 9, tháng 12 âm lịch, đây là những người sẽ có thể phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đi đến được bến bờ của hạnh phúc riêng mình. Còn với những người Kỷ Mão sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 10 âm lịch thì đường tình duyên khả năng sẽ phải thay đổi 2 lần mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Còn với những người sinh vào tháng 6, tháng 7, tháng 11 âm lịch, đây là những người Kỷ Mão may mắn nhất vì họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Vĩ hỏa hổ tính sau này, thu đông được lộc chất đầy đỉnh trung, sinh đêm dũng mãnh anh hùng, thế nhưng hưởng lộc nước lòng gần xa. Số này tuổi nhỏ có tiền nhưng không giữ được bay liền theo tay, mùa xuân lỗi số đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngay dòng dòng.
gặp hồi cực khổ gian nan, vợ chồng khắc bạc muôn ngàn thảm thương, anh em cha mẹ hai dòng, không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba. Thấy ai năn nỉ xót xa, bạc tiền ủ sẵn móc ra đưa liền, ăn rồi phản phúc tự nhiên, ơn đâu chẳng thấy oan liền theo tay. Chờ cho vận cuối phát tài, cây già kết trái bằng hai những ngày. Đánh giá năm 2020 Canh Tý của tuổi Kỷ Mão. Năm Canh Tý 2020 có ngũ hành Bích Tượng Thổ, địa chi Tý thuộc Thủy, Thiên Can Canh thuộc Kim. Tuổi Kỷ Mão mang Thổ gặp năm Thổ là sự tương trợ, là sự tốt, chủ về một năm ít có sự thay đổi, biến động lớn. Thiên Can Kỷ gặp Canh là sự bình hòa, thuận hành. Địa chi Mão gặp Tý là sự lục hình, chủ về thị phi, gia đạo gặp chuyện buồn đau. Hướng xuất hành tốt, ngày mùng 1 Tết xuất hành theo hướng chính Bắc để nghênh tiếp tài thần, xuất hành theo hướng Đông Nam để đón hỷ thần vào lúc 23 giờ tới 1 giờ sáng tính theo giờ địa phương. Xét về thiên can, Kỷ Mão với Thái Tuế năm hợp thành Tỷ Kiên, cả năm tinh thần hăng hái, làm việc gì cũng đã có dự tính từ trước, quan hệ xã giao hữu hảo, mưu sự dễ thành, học hành tấn tới, nhưng đòi hỏi cần sự kiên trì theo đuổi tới cùng. Tuy nhiên, do tâm lý của bản mệnh vẫn còn ham chơi nên dễ bị dụ dỗ vào trường khí xấu, khiến cho việc học hành, việc làm ăn chảnh mạng hoặc tiêu tốn nhiều tiền của. Năm nay, sự xuất hiện của tiểu hao không những ảnh hưởng tới tiền của bản thân mà còn phá tiền của cha mẹ. Về phương diện tình cảm không được lý tưởng, những người tuổi Kỷ Mão bản mệnh còn đang rất trẻ, cách nhìn cuộc sống cũng như tình yêu còn rất nồng cạn, cho đi chưa chắc có thể nhận lại sự hồi đáp xứng đáng. Vì thế nên dành nhiều thời gian tập trung cho chuyện học hành, xây dựng nền tảng tương lai vững chắc sẽ là tốt nhất. Năm nay tử phù xuất hiện sẽ gây ra phiền toái về phương diện sức khỏe, bản mệnh hạn chế đi du lịch ở những nơi hiểm yếu như núi đồi, vực sâu, tránh phát sinh những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Về sao chiếu mệnh, tuổi Kỷ Mão nam mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, Kỷ Mão nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Âm. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí có người còn ảnh hưởng tới cả tính mạng. Những người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn, bởi vì Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, là ánh trăng che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn. Sử dụng tiền tài cần chú ý đến tiểu nhân. Người gặp hạn Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay bị ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy hết được năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường thì sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mệnh thì cần phải làm lễ cúng sao giải hạn. Và trong dân gian cũng lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Bạch như sau: Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao. Kim Tinh Bạch Hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây. Cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền. Bi ai tang khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào. Có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm. Cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Theo như ý thơ trong bài thơ trên thì người gặp sao Thái Bạch thường hạn rất nặng đối với cả nam lẫn nữ. Nhiều người gặp sao Thái Bạch có thể gặp tai nạn về họa huyết quang, thương tích, máu me. Nhiều người có thể bị bệnh tật mãn tính khó khỏi. Những người khác trong họ hàng có thể gặp việc tăng chế, mất mát, u buồn. Tình hình xấu nhất có thể vướng vào lao lý, ngục hình,
bị truy tố trước pháp luật và bị thụ án. Hai câu cuối cùng của bài thơ về sao Thái Bạch khuyên những ai gặp hạn này nên tu nhân tích đức, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, quyên góp, ủng hộ cho công tác từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, tật nguyền. Sao Thái Bạch là một hung tinh thuộc hành kim, nên chiếu theo ngũ hành sẽ có quan hệ tương sinh với thổ, bình hòa với kim, tương khắc với hỏa, sinh xuất cho thủy. Do đó, Thái Bạch kỵ các màu thuộc hành hỏa, màu đỏ, màu tím, màu cam, màu hồng, và màu thuộc hành kim là màu trắng, và màu thuộc hành thủy, màu xanh da trời và đen. Thái Bạch hợp nhất với các màu thuộc hành thổ là màu vàng, màu nâu. Thái Bạch kỵ nhất là vào các tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch. Trong những tháng này nên chú ý về tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Còn về sao Thái Âm? Sao Thái Âm trong tử vi thuộc hành thủy là chủ tinh giữa trời, là chủ thể của cung điền trạch, hóa khí gọi là phú hay máu tinh, với nam giới gọi là thô tinh sao vợ, là tài tinh chủ về tiền tài, chủ về sự hưởng thụ sung sướng trong một đời. Nhiều người không biết sao Thái Âm tốt hay xấu như thế nào là bởi vì chưa biết nó là hung tinh hay cát tinh. Nếu sao Thái Âm trong cung mệnh thì đó là những người rất thông minh, thanh tứ, ôn hòa, rộng lượng, bao dung, nhiều tài và rất ưa sạch sẽ. Sao Thái Âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội thu về tài lộc, đặc biệt là nam mệnh sẽ được người khác phái giúp đỡ rất nhiều về mặt tiền bạc, sự nghiệp. Nếu đang trong độ tuổi kết hôn, đây là một năm có thể lập gia đình. Còn với nữ mạng, nếu được sao Thái Âm chiếu thì sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, hoặc có thể có hạn về sinh con. Người làm việc liên quan tới bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều rất cát lợi và may mắn. Người được sao Thái Âm chiếu mạng thì cuộc sống sẽ tốt đẹp, có phúc, có phần. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau: Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đầu mắt chặt tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đồi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tổn sức ta đừng có than, bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phán phúc vu oan cho mình. Sao Thái Âm thuộc hành thủy là tinh túy của nước, là cát tinh trong chòm trung thiên đầu. Vì sao Thái Âm thuộc hành thủy nên chiếu theo quan hệ ngũ hành sẽ có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất chòm mộc. Do đó Thái Âm kỵ các màu thuộc hành thổ là vàng, là nâu, màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Sao Thái Âm hợp với các màu thuộc hành kim là màu trắng, vàng, ánh kim, và màu thuộc hành thủy là xanh da trời và đen. Sao Thái Âm hợp nhất là các tháng 9 âm lịch. Trong những tháng này sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản phong thịnh. Thái Âm kỵ nhất là vào tháng 11, vì đây là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao này thuộc hành thủy nên khi thủy khí cực vượng sẽ dẫn tới tâm lý con người sẽ có sự biến động, suy nghĩ nhiều, u buồn, lo lắng, dễ dẫn tới trầm cảm. Về vận hạn trong năm 2020, tuổi Kỷ Mão, nam mạng trong năm 2020 gặp hạn thiên tinh, nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn tam queo. Hạn thiên tinh là một hạn xấu ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi thì hạn thiên tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất đối với nữ giới. Người mắc phải hạn này nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc rất lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nguyên văn: người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe sẽ bị suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới mau qua khỏi. Phụ nữ mang thai hạn chế trèo cao té ngã, ăn uống nên đề phòng ngộ độc. Người xưa có câu thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn thiên tinh, đương số dễ gặp rắc rối liên quan tới luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó chính là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ với nghĩa là đen tối, đêm tối, tai có nghĩa là tai họa, tai nạn. Đây là những tai nạn thường về trộm cướp, té ngã khi trời tối. Ngoài ra, hạn thiên tinh còn chủ về bệnh tiêu hóa,
rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, đau dạ dày nặng có thể bị dẫn tới ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai dễ bị nạn về thai sản. Với người khác có thể bị hạn liên quan tới té ngã, té từ trên cao xuống dưới đất. Như vậy, hạn thiên tinh gần giống với bộ sao cự môn, hóa kỵ, điếu khách trong tử vi đầu số. Cự môn, hóa kỵ, điếu khách là dễ bị té ngã, dễ bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, hóa kỵ là sao chủ về các loại hóa chất độc hại nên nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Còn về hạn tam queo, hạn tam queo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam queo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh những sự kích động khi gặp phải những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì rất dễ chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam queo cần đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay, chân, xương, khớp. Người xưa có câu tam queo thống nhãn thường thủ túc hay tam queo đau mắt đề phòng tay chân để mô tả tất cả những việc, những tai họa mà người gặp phải hạn tam queo sẽ phải gánh chịu trong vòng 1 năm. Về sức khỏe, người gặp hạn tam queo cần chú ý những chứng phòng thấp cũng như những thương tích về chân tay mà mình sẽ gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Có thể đó là những việc xảy ra trong gia đình, hoặc có thể liên quan tới người thân, hoặc cũng có thể do mình gây ra. Về đời sống thì không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể điều này sẽ gây ra sự rắc rối trong cuộc sống. Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam queo đau mắt đề phòng tay chân. Như vậy, căn cứ theo ý nghĩa của câu thơ trên thì hạn tam queo sẽ chủ về sức khỏe, thường bị các vấn đề liên quan tới đau mắt và tay chân. Vận niên trong năm 2020 của tuổi Kỷ Mão. Tuổi Kỷ Mão trong năm 2020 sẽ gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Năm nay sẽ là năm có nhiều công to việc lớn phải làm. Tuy nhiên, mọi việc sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở hơn lúc ban đầu. Nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng sẽ có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa sẽ có lợi. Đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng sẽ gặp quý nhân giúp đỡ. Sau được công thành danh toại, gặp nhiều bạn mới và nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo bị dễ lừa gạt về tình cảm. Tuổi Kỷ Mão trong năm 2020 có phạm phải thái tuế hay không? Trong năm 2020 có 6 con giáp sẽ phạm phải thái tuế, đó chính là những con giáp Tý, Mùi, Ngọ, Dậu, Tỵ và Mão. Cụ thể, tuổi Tý trong năm 2020 là năm tuổi, năm bản mệnh. Vậy nên những người tuổi Tý sẽ phạm phải trị thái tuế. Trong năm nay, vận trình sẽ gặp nhiều trở ngại, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Tuổi Mùi trong năm 2020 phạm phải hại thái tuế. Tuổi Ngọ sẽ phạm phải xung thái tuế. Tuổi Dậu sẽ phạm phải phá thái tuế. Tuổi Mão sẽ phạm phải hình thái tuế. Cho nên những người tuổi Mão trong năm 2020 cẩn thận kẻo vướng phải họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sẽ sức khỏe có vấn đề. Và cuối cùng là tuổi Tỵ sẽ phạm phải khắc thái tuế. Như vậy, năm 2020 Kỷ Mão sẽ phạm phải hình thái tuế. Tuổi Kỷ Mão trong năm 2020 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai chính là tai họa. Trong một đời người, sau 12 năm thì chúng ta sẽ lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, Mão, Mùi sẽ gặp hạn tam tai vào 3 năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, trong năm 2020, Kỷ Mão sẽ không phạm phải hạn tam tai. Tuổi Kỷ Mão trong năm 2020 có phạm phải kim lâu hay không? Kim lâu có 4 dạng, đó chính là kim lâu thân, kim lâu thê, kim lâu tử và kim lâu lục xúc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị kim lâu, tức là lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm phải kim lâu. Cụ thể, dư 1 kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Như vậy, trong năm 2020, tuổi Kỷ Mão
là 22 tuổi nên sẽ không phạm phải tuổi kim lâu. Tuổi kỷ mão trong năm 2020 có phạm phải hạn hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể là nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoang ốc. Cách tính tuổi hạn hoang ốc đơn giản như sau: chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 chính là nhất cát, dư 2 nhì nghi, dư 3 tam địa sát, dư 4 tứ tấn tài, dư 5 ngũ thọ tử, dư 6 lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2020, tuổi kỷ mão 22 tuổi không phạm phải tuổi hoang ốc. Luận tử vi theo từng tháng âm lịch trong năm 2020 canh tí của tuổi kỷ mão. Tháng 1, đầu năm vui xuân cùng gia đình, gặp được tình yêu đưa tới. Tháng 2, việc học hành, làm ăn không được tốt, ra ngoài chú ý miền sông nước. Tháng 3, có người mai mối về tình duyên, tuy nhiên chú ý tiền bạc hao tán, sức khỏe kém. Tháng 4, sức khỏe không được tốt, chú ý mất mát về tiền của. Tháng 5, công việc làm ăn cũng không được tốt, tất cả mọi việc đều bị cản trở trong tháng này. Tháng 6, có lộc về tiền bạc đưa tới, tuy nhiên chú ý các con vật cắn và đá. Tháng 7, chú ý trong nhà có người già đau ốm, trong nhà có tin vui về thêm người, thêm của. Tháng 8, trong nhà thiếu hòa khí, tình cảm có sự bất đồng quan điểm hay xảy ra cãi vã. Tháng 9, công việc học hành, làm ăn gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ. Tháng 10, ra ngoài thì chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận hay có sự thay đổi về công việc. Tháng 11, tháng này xảy ra các công việc liên quan tới giấy tờ, học hành, thi cử đều không được tốt, kết quả sẽ không được cao. Tháng 12, có lộc về đường ăn uống, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên đôi lúc sẽ có chuyện buồn đưa tới. Các bạn đã được lắng nghe video Những điều chưa biết về tuổi Kỷ Mão 1999 Sơn Lâm Chi Thổ của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.